theo sự hướng dẫn của Hội Người Khuyết Tật tỉnh Lâm Đồng. 5 giờ chiều, chúng tôi có mặt tại khu nhà trọ 265, đường Cổ Loa, phường 2, thành phố Đà Lạt. Đây là thời điểm kết thúc một ngày làm việc của vận động viên khuyết tật môn cờ vua Nguyễn Thị Hồng Huệ, sinh năm 1980, ở xã Đà Loan, huyện Đức Trọng. Chị Huệ không được may mắn như bao con người khác khi từ nhỏ đã bị bại liệt. Nhưng với quyết tâm, chị căng gói lên Đà Lạt, thuê nhà trọ xin vào làm tranh thuê tại XQ Sứ quán Đà Lạt. Với mức lương tháng 3 triệu 500 ngàn đồng, hiện tại số tiền trên cũng giúp chị trang trải phần nào chi phí nhà trọ, ăn uống và thuốc men mỗi khi trái gió trở trời. Thì em cũng cảm thấy là mình rất là tự tin, rất là tự hào vì được bên sở giúp đỡ rất là nhiều, bên hội tạo điều kiện cũng rất nhiều để cho các anh chị em khuyết tật hòa nhập vào cộng đồng, để tham gia được cái thể thao đó là một cái rất là kỳ công. Thì em khi mà tham gia thể thao em rất là hào hứng và cũng mong muốn là sau này tỉnh Lâm Đồng mình phát triển về thể thao cho người khuyết tật nhiều hơn, tạo điều kiện nhiều hơn nữa cho các anh chị em khuyết tật được hòa nhập vào cộng đồng và có thể là đi xa hơn nữa, các tỉnh khác và khắp nơi. Cũng giống như hoàn cảnh của chị Huệ, anh Tôn Thất Phan sinh năm 1992 ở phường 10, thành phố Đà Lạt. Có bàn tay, bàn chân không được đàn nặng như người bình thường, nhưng thể thao luôn cho anh thêm nghị lực để sống. Mặc dù khá bận rộn với công việc chính là trong giữ xe, nhưng khi gặp chúng tôi, anh đã vội khoe ngay về những thành tích tại giải thể thao người khuyết tật tỉnh Lâm Đồng, lần đầu tiên tổ chức vào tháng 8 năm 2015 khi giành 3 huy chương vàng ở bộ môn điền kinh. Sức của mình thì không có giống như người bình thường, nhưng mà em chỉ có niềm đam mê được chơi thể thao lành mạnh để khỏe người. Thì lúc đầu em tham gia cuộc chơi thì em cũng thấy lo lắng vì mình không biết mình chơi tốt như thế nào, và cũng thấy nhiều bạn thi cùng với mình thì mình cũng không thấy tự tin cho lắm và tự tin hơn nhiều. Thống kê cho thấy toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có trên 84.000 người khuyết tật, trong đó có 12.000 người được cấp giấy xác nhận mức độ khuyết tật các nhóm. Trong số đó, những người được tiếp cận với hoạt động thể dục thể thao còn rất ít. Hiện tại, ngoài các mô hình thể thao, khu luyện tập thể dục thể thao được đầu tư dành cho thể dục thể thao, thì các điểm tập luyện, dụng cụ đặc thù dành cho người khuyết tật thì hầu như chưa có. Bên cạnh đó, một số giải đấu được tổ chức thường xuyên dành cho người khuyết tật tham gia vẫn còn hạn chế. Người khuyết tật chúng tôi là những người mà sức khỏe thì thường kém, yếu so với những người không khuyết tật rất nhiều. Nên những cái môn thể thao, thể dục thể thao, chúng tôi rất cần những cái môn đó. Để thứ nhất, để người khuyết tật có cái điều kiện để rèn luyện sức khỏe, phục hồi chức năng và luyện tập những cái môn đó để chúng tôi có cái thử sức mình, để sức mình đấy, mình muốn tham gia vào những cộng đồng xã hội. Thì ngành chúng tôi cũng đã tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh ban hành một cái kế hoạch xây dựng, phát triển và tạo điều kiện cho người khuyết tật tham gia các hoạt động cộng đồng xã hội và trong đó có hoạt động thể thao. Thế còn thể thao người khuyết tật Lâm Đồng thì nhiều năm qua đã tham gia các cái giải thể thao toàn quốc đạt kết quả rất tốt. Lâm Đồng có những vận động viên nhiều năm liền, nhiều giải liền là đi tham gia giải thể thao người khuyết tật toàn quốc đã được 3 huy chương vàng. Và trong đội tuyển quốc gia tham gia Paragame thì Lâm Đồng cũng có những vận động viên nằm trong đội tuyển quốc gia. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng đầu tư để tạo điều kiện cho người khuyết tật tham gia các hoạt động thể dục thể thao nói chung. Thể thao là hoạt động dành cho tất cả mọi người. Với những người khuyết tật cũng vậy, họ luôn mong muốn được chơi thể thao, được thể hiện mình như bao con người khác. Bởi hơn hết, thể thao chính là cầu nối giúp họ thể hiện được tiếng nói chung, khát vọng sống, nhằm vượt qua mặc cảm của bản thân để hòa nhập với cộng đồng. Cam có rất nhiều công dụng như tăng cường thể lực, tăng cường miễn dịch, ngăn ngừa xơ cứng động mạch, phòng chống ung thư, giảm cholesterol, ngăn ngừa táo bón, tốt cho tim mạch, bảo vệ da, bảo vệ dạ dày. Cam có chứa nhiều vitamin C giúp bạn giảm tỷ lệ mắc bệnh viêm loét dạ dày, giảm nguy cơ ung thư dạ dày, giúp tóc đen, ống mượt, ngăn ngừa sỏi mật.